làm như thế nào để có thể giữ chân khách hàng? Để giữ khách hàng, mọi người phải giữ đúng nguyên tắc là cứ sau 2 đến 3 sản phẩm chính thì mọi người sẽ cài vào một sản phẩm hút tương tác hoặc một mã quà tặng. Để làm gì? Thực tế khi chúng ta có phần quà tặng thì sẽ kích thích tính cạnh tranh, tính ham muốn của họ. Họ sẽ tương tác nhiều hơn. Khi họ tương tác nhiều thì livestream của chúng ta sẽ được đề xuất. Đó là vấn đề đầu tiên về mặt tương tác. Vấn đề thứ hai là về mặt năng lượng. Năng lượng của chúng ta sẽ tốt hơn, giúp livestream không bị chìm xuống, không bị nhàm chán. Nguyên nhân thứ ba là có những khách hàng thực tế chỉ ở trong livestream để săn deal hoặc săn những sản phẩm giá rẻ thôi. Thậm chí đôi khi có những khách hàng không có khả năng mua hàng. Đây là điều chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng. Nhưng tại sao chúng ta phải giữ chân những người không mua những sản phẩm chủ lực để mang lại lợi nhuận? Vì trong livestream bao giờ cũng có hai kiểu người. Người có tiền mua sẽ không bao giờ bình luận, không có nhu cầu bình luận, không cần bình luận luôn. Thế thì khi người ta không bình luận, chúng ta không có đề xuất. Vậy bây giờ những người ở lại chỉ nhằm mục đích bình luận tương tác thôi, là ngồi để tạo đám đông và kéo thêm đám đông. Cho nên chúng ta vẫn phải giữ những người như vậy. Nếu chúng ta chỉ cho họ săn deal đúng một lần thôi thì nó sẽ gãy. Thế thì bây giờ mọi người sẽ phải liên tục gài vào, liên tục tung ra sản phẩm có khả năng hút khách hàng. Cứ khi họ chuẩn bị chán, chuẩn bị đi ra rồi, tức là xem livestream này, cứ thỉnh thoảng lại có một sản phẩm tốt với một mức giá tốt thì người ta sẽ ngồi lại. Đấy là những nguyên tắc nhỏ để chúng ta có thể giữ chân khách hàng từ đầu đến cuối. Còn lại việc chúng ta từng deal như thế nào, làm sao để khi từng deal xong khách hàng không đi mất mà vẫn ở lại xem những deal sau và vẫn bị cuốn hút để mua những sản phẩm khác, thì đó sẽ là một phần trong chiến lược tổng thể của việc chơi mini game.